Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân là mục tiêu hàng đầu mà các cấp hội nông dân huyện Xuyên Mộc triển khai trong những năm qua. Những mô hình này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân mà còn phát huy các điều kiện, tiềm năng của địa phương, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Trang trại nuôi lươn không bùn được anh Nguyễn Duy Tân ở ấp 3 xã Hòa Hội phát triển từ năm 2020. Hiện có 180 hồ nuôi với khoảng 300.000 con lươn. 3 tháng xuất bán một lần, rồi chi phí gia đình anh Tân lãi khoảng 500 triệu đồng. Ngoài nuôi lươn thương phẩm, hiện trang trại của gia đình anh Tân cũng sản xuất lươn giống. Nuôi con lươn không bùn này thì cái đầu tiên là cái môi trường. Cái thứ hai nữa là mình từng dùng được cái là thức ăn dư của lươn. Mình có thể là nuôi thêm cá để tăng thêm thu nhập. Cái thứ ba nữa là nó giảm được diện tích nhỏ mà mình nuôi được tổng đàn lớn. Thứ ba nữa là thu nhập ổn định. Cái thứ tư nữa là đây là cái mô hình là mặc dù là có lâu rồi nhưng mà theo mà thị trường sắp tới, bản thân tôi tìm hiểu là về con lươn này nó tồn tại rất là lâu. Năm 2020, khi Hội Nông dân xã Hòa Bình triển khai chương trình nuôi cây đặc sản, con đặc sản, anh Nguyễn Thanh Tân ở ấp 7 đã mạnh dạn chuyển hướng từ nuôi gia cầm sang nuôi chim trĩ. Hiện anh Tân vừa bán chim thịt và cung cấp giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu nhập ổn định từ 120 đến 150 triệu đồng. Mô hình này thì được bên Hội Nông dân xã Hòa Bình và Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc là phổ biến và giới thiệu. Cái mô hình này phát triển hơn là những loại gia cầm khác. Thì nó mang lại lợi nhuận cao hơn rồi, nhưng mà không có mất cái thời gian chăm sóc như những cái loại gia cầm khác. Rồi cái việc mà làm vaccine cho loại này thì nó cũng đơn giản và dễ hơn cái những loại gia cầm khác. Em cũng đang tính là mở rộng cái mô hình này ra. Hiện nay một số mô hình sản xuất giúp hội viên nông dân nâng cao thu nhập trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả như nuôi chim trĩ, nuôi lươn không bùn, nuôi nai lấy nhung. Những mô hình này phù hợp với nông hộ vì người nuôi có thể tận dụng khoảng sân, mảnh vườn nhỏ để nuôi thay vì làm trại nuôi quy mô lớn, ít ảnh hưởng đến môi trường. Lợi nhuận kinh tế ổn định từ 150 đến 300 triệu đồng mỗi năm, cao gần gấp 2 lần so với những vật nuôi khác. Trong những năm gần đây thì Hội Nông dân huyện cùng với Hội Nông dân xã vận động bà con nhân dân thực hiện các cái mô hình. Đấy. Những cái mô hình mới như là cây đặc sản và con đặc sản để phát triển kinh tế cho hội viên nông dân. Thì hiện nay thì mô hình này cũng làm ăn cũng có hiệu quả, cũng đang phát triển thêm đàn lớn nữa. Những mô hình sản xuất mới vài năm gần đây tại huyện Xuyên Mộc ngày càng khẳng định hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.